She likes the bubble more than the toys. That's what every baby likes. Elsa. It's also Anna. Yeah, and that's what your finger looks like. Yeah. That's a funny girl. Let it go. This is super cool, Elsa. Like, the Elsa go home. The Elsa go. Wow. He's so good. Open it, girl. Need help? Hey, let me help you. Oh, here, you push this button. Like, push this. Here, the key. Here, take the key. Yeah, for the key. Push it in there. No, don't hold it. Yeah. Ah, look at that, you opened it. Wow. Here, put it right here. Daddy, yeah, the keys to open, okay? Daddy, it's the house. Yeah, Elsa live in the house, yeah. And she's stuck. Oh, yeah, she's stuck. It's not the house. That's the hammock. The hammock goes right here. Oh, the hammock. Yeah, the hammock. Living hammock. Like that. See? Now she's sleep on it. Come here, sleep on it. There you go. Look at that. Look at dinosaur friend. He sleep up here. Con nói thank you đi. Lexi nói thank you đi. Lexi. Nói thank you đi. Say thank you, con. Daddy, I want more ABC. ABC? Yeah. Where's the dinosaur go? You mean not the dinosaur, the lizard? Nó lo chờ rồi, Thành ơi. Nó không có biết nói thank you đâu. Em đừng buồn nha. Mày ơi. Lexi, you want to open ABC? Cảm ơn em nhiều nha, Thanh. Thương quá à, trời. Lexi, he lived down here, girl. Let's open the rock. Dạ, chị nói giống như người không hồn nha. Chị nói nó không nghe đâu. Here you go. ABC. Those are individually wrapped.
play that. Con kéo không? Yeah, you need a scissor. Mommy, it's green color. That green is color? Green. It's a wish. Toy on everything. This is cool. Yeah? Let's put a hammer. Mommy, I think so. No, okay. Mom. If you want to play, you take this out. Take the hammock out. Oh no, stop the hammock. Yeah, and then you put it here. Yeah. And then you close it. Oh, stuck. That is stuck. There you go. Put the key in to open. Yeah. Push. No, push. There you go. Wow. Oh, that is a hammock. Yeah, the hammock. The hammock. Mm-hmm. Hammer. No, that's stuck. Stuck? Here, daddy help you. So put the hook in here. Like this. Take that, and then put it over here. But it's sleeping. Okay. Yeah, for sleeping. It's on the bed. There you go. And he's sleeping here. He's sleeping in the rock. There you go. And then you can put the key somewhere, I don't know where. Tên của nó là Lexi mà tối ngày nó xưng là Jessie luôn. I got it. You got it? Yeah. Good job. Hey, look, Lexi. It's ABC. Fish at his I S. This daddy? This? No, this is M. There's no M here. You need F and an H and an F. Yeah, F and H. Hi, right, I got it. Sorry. Oh yeah, cool. Alicia likes the thing more than this. Nghĩ cái đó nó chơi xong rồi nó mới qua này, nó vậy đó, chứ nó mới chơi hai lần. Nó chơi cái đó xong rồi nó mới move on to the next one. Let me get throw this out real quick. Good morning hả con, good morning hả. Hey, wake up. Wake up. Who waking up? Who's waking up? Okay, just turn that off. Yay. House. Mommy, this is a house. Yay! Ooh, let's see if you can open it. Pen.
Mommy pen. Mm-hmm. A pen card. Oh, it's stuck. Here you go. Hello cả nhà khỏe không? Cũng vài ngày rồi thấy Ly không có lên upload những cái clip mới. Không biết cả nhà quên thấy Ly chưa nè. Hôm nay là ngày 23 tháng 5 2020. Cũng là ngày rất là vui. Hôm qua cũng rất là vui. Tại sao? Tại vì hôm qua nhận được một thùng quà bất ngờ của người em quen trên livestream, cũng có theo dõi YouTube của Hailey mà em ấy theo dõi từng clip luôn, rất là yêu thương và mến. Chị em cũng nói FaceTime luôn, cũng tâm sự rất là nhiều luôn, nói chung là bây giờ cũng thăng thăng luôn đó. Rồi em ấy gửi thùng quà bất ngờ ngày hôm qua, nhưng mà là cái giờ mà chồng của Hailey rảnh á thì con của Hailey đã ngủ rồi. Còn cái giờ mà con của Hailey thức á thì giờ đó cả nhà đã ngủ rồi. Cho nên bây giờ mọi người đang thức, tranh thủ mở thùng quà ra. Thì hồi nãy cả nhà cũng thấy là con của Hailey Lexi nó đã mở quà của nó ra rồi. Còn bây giờ tới phiên Hailey nha. Cái này á, để coi coi. Dì Thanh gửi nha. Dì Thanh gửi nha. Dì Thanh tiếng Anh tên là Nancy, nhưng tiếng Việt tên là Thanh. Trời ơi, cái áo đầm, cái áo đầm này nó dễ thương vô cùng. Ôi ơi, cảm ơn em nha. Chị sẽ bận ra ngoài với tennis shoe. Thank you, thích quá. Một cái này là cho mình, còn cái này không biết cho ai đây. Ồ, cái này của Lexi, trời ơi, viết luôn nè. Lexi có thêm trái tim nữa nè. Lexi ơi, cái này là của con nè. Để mắm mày tháo ra nha. No. Bây giờ nó mê chơi rồi, nó không có để ý tới gì nữa đâu. Con có thấy liền ngộ lắm, đi ra đường cũng vậy nữa. Nó thích cái món nào nó cầm đủ cái món đó. Món thứ hai không chịu đâu. Mà thấy tỉ như nó đi vòng vòng shopping, nó thấy cái món khác nó thích nữa thì nó sẽ để lại cái món thứ nhất của nó. Không hiểu sao là nó nhất định không chịu mua hai món, lúc nào cũng một món. Cái đó cũng là một cái tánh tốt cho mình tiết kiệm tiền. Nhưng mà mình thương con mình mà, mình muốn cho nó có thêm. Nhưng nhất định không biết tại sao từ nhỏ tới lớn không ai tập luôn, mà cũng không ai nói gì luôn. Hả, thích là chỉ ra, một khi ra tiệm là chỉ duy nhất một món thôi. Mà không cần biết là mình đi bao nhiêu tiệm cũng vậy nữa, đi về nhà chỉ cần một món thôi. Đó, còn bây giờ một món eo xà nó chơi hoài, chơi quỷ luôn. Chơi ra này, nó xong cái món đó, nó mới qua cái món ABC. Còn đồ này á là nó cũng sẽ xa cuối cùng. Wow, trời ơi, đẹp chưa? Cái đầm vàng mà có ghen, thấy Ly thích màu vàng ghen. Cái này chắc áo dài rồi, đúng rồi, áo dài rồi. Màu đỏ vậy. Biết sao không? Con của Hailey là khỉ đỏ, nó 5 tuổi khỉ đỏ, mua áo đỏ là hợp luôn đó. Trời ơi, dì Thanh ơi, sao dì Thanh biết tâm lý quá dì Thanh. Áo dài đẹp. Lexi, Tết bận này nha. No. Yeah, Tết con bận thích đó. No. Nhớ con về nhà nội không? Con bận này cũng thích nè. No. Nó cái gì cũng no, no là Z của nó đó. Ngộ lắm, nó ngược không à. No. Giống như là không thích là I don't like, nhưng mà lúc nào cũng I like, daddy I like, là không thích, nó ngược không. Thì món thứ hai của Lexa, Hailey, cái này của Hailey, món thứ hai. Thích cái bóp nào mà nó có trong trong vậy nè. Biết sao không? Hailey không có cảm giác đó. Người mò lấy cái tay mò vô cái bóp, đâu đụng món nào đâu có biết đâu mà lấy ra.
nhờ mấy cái này nè, mình nhìn vô mình thấy món nào cái mình lấy nó ra. Tâm lý gì thanh tâm lý dễ sợ luôn trời. Biết có người nào mà biết rõ hơn mình ở đây như chị Thanh. Cảm ơn em nhiều nha, vui quá. Không có biết sao mà cảm giác hết được nỗi vui 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 của mình. Để dưới chưa còn món thứ ba của mình. Ấy da, món thứ ba của mình, món thứ ba của mình. Chơi cái gì đâu, đẹp quá ha, quá đẹp. Ai cho rồi của gì Thanh cho đó, nhỏ này đâu mà cho rồi, ở bên xe đâu. Wow, hồi hộp quá, món gì đây cả nhà, hồi hộp quá. Này cho chữ, này chữ gì, số. Trời ơi, cái màu đẹp ghê chưa. Ôi, thích quá đi. Cúp Chanel. Cái này có thể được đó, bây giờ nó qua nó chơi ABC đó. Cái này có thể đẩy được tiền mặt. Cái này là mình đựng thẻ nè cả nhà. Đó, rồi tiền mặt mình cũng có thể để trong ngăn này luôn. Ngăn này luôn. Trời, cái màu trong đây màu hồng đẹp ghê chưa? Màu hồng này gọi là màu hồng cánh sen quá mẹ. Màu hồng nè. Hồng này đẹp ghê. Con này đẹp quá ha. Con này đẹp quá, đừng bỏ mẹ mất ha. Con này đẹp quá ha. Để quay. Đẹp rồi. Cái khi. Đó là cái khi. Chìa khóa. Nó gọi chìa khóa. Oh, this is the key. I found the key. You found the key. Hay quá vậy. Để con này vô. Con này nó trong nhà trời nó nè. Chơi xong là dẹp vô. Lúc nào cũng vậy chứ. Nhiều khi ba nó làm biếng, nó kêu ba nó giúp nó dẹp chung với nó. Ba nó làm biếng, ba nó nói thôi để chút đi ba dẹp, nhất định không, ngồi nó khóc. Phải ngồi dậy dẹp liền nó mới chịu. Còn đi shopping á, cả nhà coi video mà nó shop đó, cả nhà cũng thấy rồi đó. Nó hả, sửa đồ cho người ta, tiệm người ta giống như là người ta mua đồ hay người ta coi đồ, người ta để tùm lum la đó. Nó tới nó dọn dẹp giùm ta, nó để ngay hàng thẳng lối. Mà cái này làm mình rất là ngạc nhiên, là từ nhỏ tới lớn mình không có dạy nó luôn. Mà tại sao ở đâu mà nó suy nghĩ ra, nó biết nó làm. Nó đó đi shopping là nó shop thì ít, nhưng mà nó giúp người ta dọn dẹp thì nhiều. Mà mình cứ nói là không có hỏi, ai đâu hỏi con giúp dọn dẹp cho người ta đâu. Mà nó vẫn không nghe lời mình, nó cứ đi vòng vòng, nó thấy người ta để lộn xộn là nó dẹp dẹp lại. Nó chỉnh cho ngay ngắn đàng hoàng thẳng lối. Nó chơi xong là phải dẹp dọn gọn gàng vậy đó. Rồi nó xách đi vậy đó. Nó xách đi vậy đó.